loa. Sắp sửa đến giờ rồi, đúng 12 giờ. Đúng 12 giờ lễ rước sẽ được bắt đầu. 12 giờ đó. Vâng, trước mặt các bạn đây là những nữ sinh xinh đẹp của thành phố Lạng Sơn. Vâng. Đây, chào mọi người.
này đang có tại đền Tam Phủ và sẽ được đưa rước trở về với đền Kim Cung. Như các bạn đã thấy là hiện nay là có mặt của rất là nhiều người ghi hình, có cả có những cái blogger rất là nổi tiếng, ví dụ như là Sapa TV. Em sáng anh Tuấn anh có gọi và em vừa mới ra và em phải chơi hai súng rồi. Hai súng mà không vẫn không ấy. Không ấy được, khó lắm. Không, nếu em hỏi một chỗ điểm cao nhưng mà không được, nhưng mà chắc là nếu mà anh Tuấn có khi tôi xuống cái chỗ lên cái nhà đầu tiên. À, đấy. Nhà ấy là ở trong mà. Vâng. Rồi tí nó xong rồi mình về đấy được. Vâng, đây chính là kiệu của ngài đấy ạ. Đấy, ngài Tuấn Chanh sẽ ngồi trên chiếc kiệu này. Đấy. Vâng, có lẽ là hiệu lệnh cũng đã được bắt đầu và kiệu bắt đầu di chuyển. Video 1 xin tạm dừng tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi video này.